Ok, thì vui vẻ với em một tí thôi. Thì ngày nay tiếp tục lại vào gọi là hỏi thăm tình hình sức khỏe của con TDTC như thế nào đây. Rồi, không biết rồi, bây giờ lại có cầu 1-1 thế này thì vừa đổ hút luôn à, phải trưởng em ạ. Thôi, bẻ thử đi, đầu thì bẻ một quả xem nào, 5M đi nhờ. Đó, hay thôi, có đi 10M đi nhờ. Tự tin nhá, tự tin một tiếng 10M nhá. Đó, ngày hôm nay thì gọi là đi gọi là qua khu hoa vườn gọi là thăm tí gọi là hoa hòe áo hết đấy bạn. Đấy, ngày hôm nay gọi là mới bón đạm miệng tới cây xong đấy, chiều tối thì gọi là trời cũng khá là đẹp đấy, thôi vào tranh thủ thăm luôn cả con TDTC ra hỏi sức khỏe tình hình thế nào. Ui giời, tình hình sức khỏe đang có vẻ là khỏe đấy nhỉ, khỏe khám tươi tắn đấy, được chưa? Giời, hoa này có vẻ lở thì cũng chưa đẹp, mà quả cầu này lở ra 2-3-4 đâu, đúng không? Đấy, rồi, ok thì tiếp tục con này mình sẽ bắt 2-1 nhé, 1-5, nhẹ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Để xem con này nó ra như thế nào, con này nó ra cái gì. Nói chung là con cầu này nó ra gọi là ok một tí thì còn đỡ, chả may mà nó gãy một phát thì thôi là cũng gọi là hơi dở hơi đúng không? Được rồi, tầm này mình sẽ gọi là xem thử xem là như thế nào anh nhé. Đó, con này mà ok, húp được con gì ạ? Húp được con tài luôn thì cũng khá là ngon. Nhưng mà để xem nó có ra hay không, mình thì cũng đang gọi là hơi run run đúng không? Hơi cao hơi run một tí, sợ con cầu này nó lại không về đúng không ạ? Con này mà về được thì ngon, chứ chả may mà nó gãy một cái thôi là cũng dở trường đấy đúng không? Rồi, thì cố gắng ngày hôm nay sẽ kiếm tầm 10-15 mét ạ. Đấy, thăm gọi là thăm nó cũng phải có quà ấy, đúng không? Đấy, thăm khu vườn nó cái là gọi là có quà ngay. Rồi, tầm này mình sẽ xem thử nhưng con này nó kéo ra cái gì ạ? Úi dồi, 6-3-3-1 này, đấy đấy con xỉu 10 này. Thăm vườn này có vẻ chưa đẹp lắm ạ. Vườn này hơi xấu xấu rồi đấy. Thôi theo bệt vậy, không ăn được bệt, à không bẻ được thì mình theo vậy, đúng không? Làm nhẹ con xỉu 3M. Đó, ngày mai thì sẽ cố gắng là đánh lên tầm 5 đến 10M thôi. Lên được thì gọi là ok luôn rồi gọi. Chứ chẳng may mà gãy một phát thôi là cũng hơi dở dở đấy, nhưng mà để xem nhá, xem là tình hình cầu kéo nó chạy thế nào, nó ra làm sao. Con này mà ok, húp được con xỉu thì ngon, nhưng chẳng may mà nó gãy một phát thôi thì cũng khá là ban thi căng này mà. Đó, thì thôi rồi, hôm nay thì gọi là sẽ xem thử xem là lên được đến đâu và ra làm sao. Đây, con này thì mình nghĩ là muốn trượt thì cũng gọi là khá là khó ấy. Rồi thôi cứ bình tĩnh nhá, nói chung thì trượt khó thì trượt, chỉ còn nói chung là trượt thì vẫn có thể thôi, nhưng mà cầu này thì đang bệt thế này thì chả nhẽ nó lại gãy ra quả tài thì nghe nó hơi vô lý quá đúng không, ít thì nó phải xuống con xỉu nữa. Cầu là 1-1 à, đấy thôi mình sẽ xem thử xem có đúng là có một xỉu nữa không đây. 4-3 rồi, được chưa? Và 2-4 tiếp tục một con xỉu 9 đấy ạ. Ôi, 9-19 thì con này khả năng ra tài rồi. Mình sẽ bẻ một con tài nhá. Bẻ con 8-50 thì của nó sẽ lên được khoảng lên một tí nữa thôi. Chứ còn nếu mà cảm thấy bây giờ mình đánh đúng hai tay, bây giờ mình sẽ gọi là chốt cho anh em quả hai tay cuối cùng, đúng không? Hai tay này đều gãy thì mình sẽ nghỉ. Đó, mà hai tay này đều ăn thì mình cũng sẽ nghỉ. Nói chung mà ăn một, nói chung mà đánh hết lốt hai tay nhé, gãy cả hai tay thì chắc chắn là phải nghỉ rồi, điều đấy là điều đương nhiên. Vì thường ấy thì mình đánh thì mình cứ gọi là khi mình đã lên tầm, đặt mục tiêu là mình lên tầm 10 mét chẳng hạn, là mình đã lên được 10 mét rồi, còn lúc đấy mình sẽ gãy khoảng tầm 1-2 tay, nó xuống 8-9 mét thì mình cũng sẽ nghỉ mà. Đó, nói chung mà đấy là một trong những cái mẹo chơi và cũng như cách đánh bắt cầu của mình.
thật sự là rất là ok, cho em có thể tham khảo nhé. Rồi con này mình sẽ xem thử xem như thế nào. Đó, tầm này thì đang gọi là khoảng tầm 5:30 chiều ạ. Để xem là cầu kèo nó chạy đến đâu, nó ra làm sao thôi. Rồi, này mà ra được con tài nữa thì cực kỳ là ngon em ạ. Nhưng mà để xem có phải không nhé. Nói chung mình không ra được là cũng hơi sợ. Câu này thì 4 mùa thôi anh ạ, chắc là không có 5 đâu nhỉ. Ui dồi, vẫn còn 5 anh ạ. Khá là khủng. Cầu hơi lạ lạ một tí gọi nhiều thôi, không sao. Mình sẽ cố gắng em nhé. Rồi, cứ tưởng con này là gọi là ra được luôn mà thế nào không ra. Thì vẫn còn một con xíu nữa thì mình làm một mờ tai thế thôi, khá là đơn giản, không có gì là phải vội cả em nhé. Rồi thì con này tiếp tục mình sẽ xem thử xem là cầu kèo chạy làm sao, nó đi như thế nào. Con này cũng ok, húp được con đẹo, húp được con tài luôn thì cũng khá là ngon đấy, nhưng mà để xem là có tài hay không, đang sợ là không ra thôi. Rồi thì ok đấy, để xem là tình hình cầu kèo như nào nhé. Cái này gọi là ra được tài thì còn đỡ ấy mà, chứ không ra là cũng khá là hay ho đấy. Rồi thì ở đây xem là cầu kèo chạy như nào. Con này thì mình sẽ gọi là cố gắng sẽ đi nốt một con tài cuối đi nhỉ. Chắc là sẽ là con tài cuối cùng để chốt trong tiếng này nó ra hay không ra. Lên là gì mình sẽ lên là gọi là 11m, còn không thì thôi mình làm tầm gần 10m, 9m luôn. Ở đây 10m cũng gọi là ok, để xem thế nào. Được chưa? Ok, lục 11m em nhé. Đó, cầu này thì không trượt được. 5-5 khá là khuôn. Nói chung thì thôi, cầu này thì biết đủ là hạnh phúc thì mình sẽ dừng lại ở mức nào gọi là gần 11m. Đấy, thì nó có thể tham khảo qua về cách bắt cầu cũng như là cách chơi cầu này của mình. Để xem nó gọi là ok không thì đấy, anh có thể tham khảo nhé. Đó thì thôi, tầm này thì gọi là lụm nhẹ nhàng là 1m, biết đủ là hạnh phúc. Bye bye anh em. Như anh em thấy thì kênh mình chuyên làm về video là 789 Club, chia sẻ những cách chơi, những phương pháp chơi 789 Club, về tài xỉu 789 Club được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân anh em tham khảo. Chúc anh em chơi 789 Club thắng lớn và nhớ like video và subscribe kênh ủng hộ bên mình nhá. Bye bye mọi người.